Xin chào các bạn đã đến với kênh Điện Máy Quang Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một dòng máy lọc không khí Coway của Hàn Quốc, model là AP1018F. Đối với dòng lọc không khí này thì diện tích hãng đề xuất đó là 35m2, tối đa 35m2. Máy lọc không khí Coway thì được sử dụng 4 màng lọc, đó là màng lọc thô, màng lọc khử mùi, màng lọc HEPA và màng lọc bụi mịn. Có đèn cảnh báo nhé, đèn cảnh báo thay đổi hiển thị là cái độ sạch của không khí của nhà mình, đó là màu xanh nước biển là sạch nhất này, màu đỏ, màu tím, càng màu gam màu đậm thì là cái không khí ở trong phòng mình nó càng độc hại. Và có chế độ turbo là chế độ nhân đôi nhé, và tự động này, yên tĩnh và trẻ em. Cái đèn này thì khi ở trong phòng ngủ thì chúng ta có thể là tắt đi được, có chế độ tắt đèn và cảnh báo thay bộ lọc khi đèn nó báo động. Công nghệ trí tuệ AI điều chỉnh được tốc độ luồng gió theo chất lượng không khí của phòng mình. Và đây là cái mặt trước để hút không khí nhé, còn đây là cái luồng gió ở đằng sau. Đây là cái luồng gió thổi lên, luồng gió sạch thổi lên đằng sau. Cái con máy lọc không khí này thì hiện tại là nhà mình đang dùng và hôm nay mình mang ra cửa hàng để review cho mọi người. Đây là cách để mình thay thế và vệ sinh lõi lọc nhé. Cái này thì tầm một tuần hoặc là nửa tuần mình sẽ bỏ ra vệ sinh nhé. Sau đây mình tháo cho mọi người xem. Đó, khi tháo cái này thì tự động máy nó sẽ tắt. Và đây là cái màng lọc đầu tiên này, rất là mở luôn. Đây là màng lọc thô nhá, ấy đủ chưa. Và đây là lớp bông đầu tiên này. Mọi người cầm cái chổi này ra ngoài, mọi người quét đi nhé. Tiếp theo là bộ là lọc than hoạt tính. Cái này để khử mùi cực kỳ tốt, có nghĩa là trong phòng khách mà thông vào phòng ăn ấy, mình lắp con này vào thì nấu nướng thế nào một lát là hết rồi. Còn đây là bộ lọc HEPA này, loại bỏ bụi mịn hay là... Còn đây đấy, mọi người nhìn thấy ở ngoài thì rất là bẩn nhá, nhưng mà khi qua các cái bộ lọc này thì cái quạt ở trong này sạch luôn, không có một cái tí bụi nào. Đây là mình vừa bỏ ra, bây giờ mình phải đi vệ sinh cái máy này. Như mọi người biết ấy, thì là về điện thoại thì mọi người thường nói về tốt đầu đó là iPhone, thì như lọc không khí ấy, thì mọi người cũng ví lọc không khí Coway nó như là iPhone ở trong lòng trong cái lọc không khí này nhé. Đây thì đây là mình lắp lại cho mọi người. Lắp lại thì cũng cực kỳ đơn giản thôi. Đó, máy chạy cực kỳ êm, kể cả nên mình để tốc độ turbo gió đó là nhân đôi công suất lên thì máy cũng rất là êm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của Điện Máy Quang Channel. Mọi người đừng quên số hotline của bên em, đó là 0972 84 6789 hoặc 058 553 8858 nhá.